thân mến, hôm nay cộng đoàn chúng ta hân hoan mừng kỷ niệm 50 năm Hồng Ân thành lập tu viện Thánh An Bếp Đô. 50 năm mới biết bao hồng ân và biết bao biến cố thăng trầm. Chúng ta cùng dâng lời tri ân cảm tạ tình yêu Thiên Chúa. Hôm nay cũng là ngày mừng bổn mạng của tu viện, mừng bổn mạng của ca đoàn An Bếp Đô. Chúng ta cùng sâu sáng dâng lên Chúa những ước nguyện chân thành. Đẹp thay bước chân người sứ giả loan báo tin mừng, chúng ta cùng cầu nguyện cho công cuộc loan báo tin mừng của hội thánh, cầu nguyện cho dòng anh em giảng thuyết ngày càng phát triển, cho tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam ngày càng nhiệt tâm với sứ mạng loan báo tin mừng, đặc biệt loan báo tin mừng trong môi trường xã hội Việt Nam hôm nay. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau. Chúng ta cùng cầu nguyện cho tất cả những linh mục và tu sĩ đã sống, đang sống và sẽ sống trong tu viện Thánh An Bếp Đô này. Xin cho đời sống của những anh em Đa Minh luôn là một lời giảng sống đồng về tình thương Thiên Chúa, và cộng đoàn tu viện luôn là một dấu chỉ sống đồng về tình thương ấy. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Với biết bao thăng trầm, chính trong sự thăng trầm ấy mà chúng ta nhận ra dấu ấn tình thương và sự quan phòng của Chúa. Xin cho chúng ta luôn biết sống tâm tình tri ân và tín thác vào tình thương Thiên Chúa, dẫu cho con đường phía trước vẫn đầy thách đố và nhiều mời. Chúng ta cùng cầu xin. Cả là tình yêu và là hồng ân Chúa ban. Nhân kỷ niệm 50 năm hồng ân thành lập tu viện, mừng bổn mạng tu viện, bổn mạng ca đoàn An Bếp Đô, chúng ta cùng nhớ đến bao tấm lòng quảng đại của quý ân nhân xa gần. Xin Chúa chúc lành và trở nên phần thưởng bồi hầu cho tất cả quý ân nhân còn sống cũng như đã qua đời. Xin cho các anh chị em ca viên luôn biết hăng say cùng sự Chúa bằng lời ca tiếng hát của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.